Chào mừng các em đến với buổi học trực tuyến ngày hôm nay, mỹ thuật lớp 5. Mỹ thuật, chủ đề xem tranh, tuần 24 xem tranh Bác Hồ đi công tác. Một, giới thiệu vài nét về họa sĩ Nguyễn Thụ. Một, giới thiệu vài nét về họa sĩ Nguyễn Thụ. Năm sinh 1930, quê quán xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. 1985 đến 1992, hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Năm 1984, được phong danh hiệu phó giáo sư. Năm 1988, được phong danh hiệu nhà giáo nhân dân. Năm 1980, tranh Bác Hồ đi công tác được giải A trong triển lãm Mỹ thuật toàn quốc. Năm 2001, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Tác phẩm Dân quân dệt vải, làng ven núi. 2. Xem tranh Bác Hồ đi công tác. Hình ảnh chính trong tranh là gì? Bác Hồ, chú cảnh vệ, hai con ngựa. Hình ảnh phụ trong bức tranh là gì? Những bông lau. Dáng vẻ của từng nhân vật ra sao? Dáng Bác ngồi ung dung thư thái. Dáng anh cảnh vệ hơi ngả về phía trước. Màu sắc của bức tranh như thế nào? Màu nâu hồng chủ đạo trong bức tranh. Em hãy nêu cảm nhận của mình về bức tranh. 3. Một số tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thụ. Bác Hồ bên cửa sổ. Bác Hồ ở biên giới. Bác Hồ làm việc tại Bắc Bộ Phủ. Đây là bức tranh về mẹ con. Tấm lòng của Bác Hồ đối với thiếu nhi Việt Nam. Bức tranh thứ nhất là Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng. Bức tranh thứ hai là Bác Hồ luôn yêu thương trẻ em. Các em hãy quan sát một số bức tranh này nhé. Dặn dò, đọc lại bài. Nắm các nét chính về tác giả, tác phẩm. Xem bài giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam. Chào tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.